Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bài số 13, những lời chăn trối trong gian đoạn 19 câu 25 đến câu 37. Phần 2, sự tắt hơi. Trên thập tự giá, với bản thể nhân tính hoàn toàn của Ngài, Chúa Giêsu đau đớn với cả cảm xúc của một con người. Đầu Ngài chịu đau đớn như búa bổ vì đội mão gai, cả thân thể bị ngộp thở vì vòng cách mô không thể hạ xuống để hít không khí vào phổi. Muốn hít thở, người bị treo trên cây thập tự phải ráng sức trong đau đớn, trườn người lên để hít từng hơi thở vào phổi. Máu rướm ra từ những dấu đinh trên tay và chân, những vết thương bị độc nên bị mất máu nhiều, làm cho người bị treo ở trong tình trạng khát nước lên đến tột độ. Trong tình trạng này, Chúa Giêsu vẫn suy nghĩ đến sứ mạng mà Ngài phải thi hành để làm tròn ý chỉ của Đức Chúa Trời. Sau khi kiểm điểm lại mọi công việc được Đức Chúa Cha giao phó, Chúa Giêsu đã kết luận, sứ đồ Giăng ghi rằng Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được chọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng ta khát. Câu 28. Lời Kinh Thánh và chương trình cứu rỗi đã được chọn, hoàn tất rồi thì Ngài mới nghĩ đến nhu cầu của thể xác và cất tiếng kêu lên, ta khát. Chúng ta có thể nhận thấy ưu tiên trong đời sống của Chúa Giêsu rất rõ ràng, khác với nhiều người trong chúng ta luôn nghĩ và chăm vào những vật chất, những điều hiện hữu, hữu hình, hữu loại, những điều thuộc linh. Sứ đồ Giăng ghi, khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng mọi việc đã được chọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Câu 30. Trước đó Chúa Giêsu đã từ chối uống rượu hòa với mộc dược, mát đoạn 15 câu 23, loại rượu này có công dụng làm giảm bớt các cảm giác đau đớn khủng khiếp của thân thể khi chịu hình. Chúa Giêsu đã bằng lòng chịu hết mọi đau đớn vì cớ tội lỗi của chúng ta và cả nhân loại. Khi Chúa Giêsu cho biết ta khát, thì họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất, đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng mọi việc đã trọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Câu 29 đến câu 30. Sau khi Chúa Giêsu nếm chút giấm trên đầu cây ngu tất, thì tâm thần Ngài tỉnh lại và Ngài tuyên bố sự đắc thắng cuối cùng rằng mọi việc đã được trọn. Bản án tội lỗi của cả nhân loại đã được trả xong. Chúa Giêsu đã vâng phục đi chọn con đường cứu chuộc nhân loại theo ý muốn của Cha. Uống cạn chén đấng đắng chút linh hồn trong sự đắc thắng. Một thanh nữ kia đi dự buổi truyền giảng và đêm hôm đó cô quyết định tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cô. Cô về nhà với gương mặt rạng rỡ và vui mừng. Hôm sau, cô mời người bạn trai của cô cùng đến dự chương trình truyền giảng. Khi diễn giả kêu gọi hội chúng đến tiếp nhận Chúa Giêsu trong cuối chương trình buổi truyền giảng hôm ấy, thì cô nắm lấy tay người bạn trai và nói, anh ơi, em đã tiếp nhận Chúa Giêsu hôm trước rồi và có được sự vui mừng rất lớn trong cuộc đời em. Anh có muốn tiếp nhận Ngài không? Người bạn trai cười và chế giễu cô. Em nói thật hả? Anh đừng thiếu sự tôn trọng với sự cứu rỗi của Chúa chứ. Cô thúc giục bạn trai cô một lần nữa, và người bạn trai của cô chỉ kéo tay cô lại, rồi cười lớn tiếng chế giễu lời khuyên mời của cô. Đêm đó, cô nói với người bạn trai của cô cách nghiêm nghị rằng, nếu anh không cùng đi thiên đàng với em, thì em cho anh biết, anh sẽ đi địa ngục một mình không có em. Từ đó, cô gái đã dứt khoát sự liên hệ với người bạn trai của cô. Cảnh trạng trên đồi Golgotha diễn ra trở lại. Một tên cướp tiếp nhận Chúa Giêsu hiến đến sự sống đời đời. Và tên cướp kia từ chối Ngài, đi vào sự chết mất đời đời.
thật như lời của Chúa Giêsu bày tỏ với Nicodem rằng: Vả, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì được, chẳng bị đoán phẹt đâu. Ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 3 câu 17-18. Phần 3, sự kiểm xét, trong câu 31 và câu 37. Theo cách xử tử bằng thập hình của người La Mã, thường tử tội bị treo trên thập tự giá trong nhiều ngày. Sau khi tử tội đã chết thì họ mới hạ xác xuống, không được chôn mà để cho quả rỉa chỗ thà. Còn theo luật của người Giuđa, tử tội thường bị ném đá cho đến chết trước khi rồi sau đó bị treo trên mộc hình, không để cắt đêm, nhưng phải chôn nội trong ngày. Phục truyền luật lệ ký đoạn 21 câu 22 đến câu 32-23. Nhưng trong trường hợp của Chúa Giêsu thì vì trong thời điểm này là ngày sắm sửa cho lễ vượt qua, họ không thể để thay người chết treo trên thập tự giá. Dân Giuđa sợ ô uế nên họ đến xin quan Phi-lát đánh gãy ống chân của các tử tội. Khi bị gãy ống chân, tử tội không còn có thể chống chân trườn lên để thở nữa, vì vậy cái chết sẽ đến mau hơn. Họ hạ thay tử tội xuống trong cùng ngày để chuẩn bị ăn lễ vượt qua. Quan án Phi-lát đồng ý cho phép quân lính theo lệnh ra đánh gãy ống chân của hai tên cướp. Nhưng khi họ đến nơi Chúa Giêsu thì thấy Chúa đã chết rồi. Họ không cần đánh gãy ống chân của Chúa, nhưng để chắc chắn Ngài thật đã chết, một tên lính đã lấy giáo đâm vào sườn Ngài, mũi giáo thấu lên đến tim. Sứ đồ giăng thuật: Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Giêsu thấy Ngài đã chết rồi thì không đánh gãy ống chân Ngài, nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Câu 33 và 34. Sứ đồ giăng ghi lại bằng chứng y học: Khi một người chết rồi thì mới có tình trạng huyết tương phân rẽ với huyết đọng lại ở tim, tức thì máu và nước chảy ra. Câu 34 phần B. Sứ đồ giăng là người duy nhất có mặt tại đồi Golgotha, nên ông quả quyết kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó. Lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy, hầu cho các ngươi cũng tin. Câu 35. Sứ đồ giăng nói đến hiện tượng về cơ thể, sự làm chứng tận mắt của ông, vì thời đó là thuyết cho rằng thân xác của Chúa Giêsu không giống như loài người, vì Ngài là thần linh. Lời chứng của sứ đồ giăng có mục đích xác quyết Chúa Giêsu cũng là một con người có nhân tính hoàn toàn như chúng ta, và Ngài thật đã chết trên thập tự giá, đền bản án tội lỗi thay cho chúng ta. Khi thấy quân lính La Mã không đánh gãy ống chân của Chúa Giêsu như hai tên cướp hai bên, mà lấy giáo đâm Ngài, thì sứ đồ giăng đã nhận ra một điều quan trọng khác nữa của lời tiên tri trong Cựu Ước được ứng nghiệm, đó là Chúa Giêsu là chiên con của lễ vượt qua. Theo cách sửa soạn ăn lễ vượt qua mà Chúa Giêsu truyền cho dân sự Ngài thời xuất hành khỏi xứ Ai Cập, làm hình bóng về Chúa Giêsu trong thời điểm này, đó là lễ đó chỉ ăn nội trong nhà, ngươi đừng đem thịt ra ngoài và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. Xuất Ai Cập đoạn 12 câu 46. Sứ đồ Phao-lô cũng nói: Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 7 phần B. Trong lời tiên tri về sự trở lại thế gian của Chúa Giêsu, tiên tri Sa-cha-ri khoảng 600 năm trước thời Chúa Giêsu cũng cho biết: Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự này sinh ra trên nhà David và trên dân cư
Jerusalem, chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng. Sacheri đoạn 12 câu 10. Sứ đồ Giăng cũng nhắc lại quang cảnh của sự kiện này. Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy Ngài. Khải Huyền đoạn 1 câu 7. Sứ đồ Giăng muốn nhấn mạnh đến điểm này trong sự chết của Chúa Giêsu để khẳng định cho độc giả của ông rằng Chúa Giêsu đã chịu chết trong chương trình và hoạch định của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã vì tội lỗi của chúng ta mà Ngài phải chịu thống khổ, đau đớn, cùng cực, chịu sự sỉ nhục và chết cách thê thảm để trả bản án tội lỗi thay cho chúng ta. Vậy, chúng ta hãy yêu mến cứu Chúa của chúng ta với cả tấm lòng, sống cho Ngài và chăm chỉ làm trọn những điều Ngài đang giao phó cho chúng ta. Đấng thật đã yêu thương nhân loại, lìa thiên cung đến thế gian và chết thay cho bản án tội lỗi của chúng ta, để chúng ta nhờ đó mà được sự sống đời đời. Chương trình đọc sách giảng dạy của Hội Thánh Liên Hiệp Dara xin tạm ngừng tại đây. Xin mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo trong kỳ tới. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email dara.unichurch@gmail.com. Hãy bình luận trên Facebook Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Dara. Nguyện xin Chúa ban cho quý vị sự tươi mới mỗi ngày trong hành trình theo Chúa. Xin chào.